Trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, ngoài việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì người lao động còn được hỗ trợ học nghề nhằm tạo điều kiện để cho người lao động có cơ hội nâng cao tay nghề hoặc là chuyển đổi ngành nghề sớm quay lại thị trường lao động. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long hiện đang liên kết với 4 cơ sở dạy nghề trên địa bàn, được cấp phép tổ chức đào tạo với 29 ngành nghề đa dạng các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của người lao động. Trong đó có hai nghề mới là vận hành xe cuốc và ứng dụng mộc trong thiết kế nội thất, vừa được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phê duyệt bổ sung trong năm nay. Ngoài giảng dạy trực tiếp, nghề kỹ thuật chế biến món ăn và kỹ thuật chế biến đồ uống cũng được cơ sở đào tạo kết hợp giảng dạy trực tuyến nhằm hạn chế chi phí, thời gian đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho những học viên ở xa. Phương châm đào tạo là lấy học viên làm trung tâm, chú trọng chất lượng đầu ra để người lao động sớm gia nhập trở lại thị trường lao động sau khi hoàn thành chương trình học. Theo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long, đầu năm đến nay, Vĩnh Long có trên 320 lao động thất nghiệp tham gia học nghề.